Hello, xin chào các bạn. Hello Giang, Tiến Minh, Duy Anh, Thanh Trà. Hello mọi người. Xin chào các bạn. Hello An, Quỳnh Anh, Mai Phương, Hà Giang. Đây, Hà Giang là top fan rồi này. Thu Huyền, hello mọi người. Hello, hello, hello các bạn. Trước hết thì chúng ta hãy giúp cô share livestream này nhá, để nhiều bạn biết đến môn học của cô hơn. Hello Khả Hân, hello, hello Khả Hân. Chào Khả Hân nhá, chào con. Hương Thu đúng không? Quỳnh Anh này, Hà Trang này. Rồi, chúng ta hãy giúp cô tag các bạn của mình vào học nhá, tag các bạn của mình vào học. Hello, hello mọi người. Tiến Minh. Rồi, cô cảm ơn Tiến Minh nhá. Tiến Minh đã share rất nhiệt tình cho cô này. Minh Phượng Vũ, Trang Trần, Khánh Ly. Hello, hello, hello các em. Chào các bạn. Hello Linh Hà, Tiến Đạt. Hello Bảo Linh, hello Bảo Linh. Rồi, Kim Phượng, Nguyễn Đức, chào con, chào các bạn. À rồi, cô cũng nghĩ như thế nhưng mà cô thấy tên xuôi hơn là Hương Thu, thế nên cô đã gọi thành đã gọi như vậy. Hello Hương nha. Rồi, hello again. An Nhiên, Phước Huỳnh. Hello, chào mọi người. Mọi người nhớ nhá, mọi người nhớ là giúp cô share livestream về để nhiều bạn biết đến buổi học của cô hơn. Ok, Diệp Anh, cô cảm ơn Diệp Anh nhá. Hello Vi. Thanh Ngọc. Lập Chi Băng, Thu Phương. Hi, chào mọi người. Chào các bạn. Linh Hà, Tiến Đạt, Khánh Huyền. Linh, hello Linh. Cô rất là yêu mến các bạn nào mà tên Linh nhá. Linh, các bạn tên Linh rất dễ thương luôn này. Phạm Vi. Cô à, lịch của cô thì cô hay live vào thứ ba, thứ sáu và chủ nhật. Đấy. Thứ ba và thứ sáu thì sẽ thường live vào lúc 9:30 nhá. Còn chủ nhật thì sẽ thường sẽ là 9 giờ tối. Đấy. Nhưng mà tuy nhiên tuần này của chúng ta là tuần tuần cuối trước Tết rồi thì cô sẽ live cho chúng ta hết tuần này. Hết tuần này tức là đến hết thứ sáu đấy. Còn lớp live VIP thì cô sẽ live cho đến hết hôm thứ bảy. Đó. Sau đấy là các bạn sẽ dành thời gian nghỉ ngơi, dành thời gian tự học. Đấy, có thể lúc đó chúng ta sẽ dành thời gian tự học hoặc là chúng ta nghỉ Tết chơi vui vẻ với gia đình. Đó. Thì sau Tết thì cô sẽ dạy lại lịch đó. Hello Huyền Trang, Phúc Bảo Vi, Bảo Vi đúng không? Thùy Anh này, Nguyễn Giang, Mai Linh, Thắng Sky. Không hiểu sao tại sao cô có duyên với các bạn tên Linh thế. Ra lớp offline cô bây giờ lớp 9, cô thấy có 5-6 bạn tên là Linh luôn. Chắc có vẻ là mình thích nhau ấy. Cô có tên yêu bạn tên Ly không hả? Ly là người yêu của Hiệp đúng không? Hay thế nào?
Ok luôn. Rồi, thế có thể đáp án của Nguyễn Đức rồi. Đức, bạn Đức bạn đã làm bài luôn rồi. Ok. Mọi người nhớ share cô nhá. Cô Oanh nhá, mọi người nhớ nhá. Mọi người nhớ là mọi người khi mà chúng ta đến lớp đấy, nếu mà chúng ta muốn lớp mình mà biết đến buổi học của cô nhiều hơn thì chúng ta có thể share livestream này vào trong nhóm lớp của các bạn đấy, thì các bạn thứ nhất là chúng ta giúp giúp nhau trong học tập đúng không? Cái thứ hai nữa là chúng ta giúp cô để nhiều bạn biết đến cô hơn đấy. Mai Linh rồi. Cô tin là các bạn tên là Linh thì các bạn thích cô. Ừ. Hello Minh Quân, Minh Quân. Ừ. Rồi chào con. Hello Hùng. Ok rồi, thế thì bây giờ chúng ta sẽ vào đề luôn nhá. Chúng ta sẽ vào đề luôn. Hôm nay thì cô sẽ chữa full đề này cho chúng ta luôn. Và đề này thì cô nói qua một chút. Đề này là đề của các anh chị 2K5 nhá. Các anh chị 2K5 của năm trước. Đấy, 2K5 của năm trước thi đề Hà Nội. Thì đề năm trước thì cô nói qua đề này khá là dễ. Đấy, các anh chị hầu hết là các anh chị đều được 9 cộng hết. Đó, 9, 9 này, 9,25, 9,5, 9,75, 10. Đấy, hầu hết mọi người sẽ ở thang điểm đó nhé. Bởi vì đề thi của Hà Nội năm vừa rồi không không khó một chút nào cả, rất rất dễ đấy. Thì các bạn làm đề này mà dễ quá thì chúng ta đừng sốc nhá. Còn nếu mà em nào mà cảm thấy đề này mà cảm thấy hơi khó thì chúng ta vẫn còn thời gian để chúng ta cố gắng học đấy. Nói chung là có những đề rất dễ đấy. Hôm trước là cô đã nói qua rồi, một vài nơi đề khá dễ đấy. Ví dụ ở Hà Nội đấy, Hà Nội là cô thấy đề của 204 này, các anh chị 204 và 205 khá là dễ luôn. Còn không biết đến 2K6 của chúng ta thì như thế nào. Đấy thì 2K6 vào học tập nhá. Còn tất nhiên là các anh chị 2K5 thì các anh chị học rất giỏi. Thế nên các anh chị mới có thể đạt được những cái điểm cao như thế. Nhưng mà hy vọng là 2K6 cũng sẽ phát huy nhá. Dù đề khó chúng ta vẫn sẽ được điểm cao. Đó. Ừ rồi. Khá dễ luôn. Ok, rồi. Rồi, ok. Bắt đầu nhá, bắt đầu chúng ta sẽ bắt đầu câu 1 này. Đây. Cô đã thấy hầu hết các bạn chọn đáp án đi. Hầu hết các bạn chọn đáp án đi. Ok, Mai Linh học với cô lâu rồi thì Mai Linh biết là lần trước đúng không? Lần trước cô hay live ở trên Facebook cá nhân đúng không? Lúc đấy cũng có đạt khoảng 500-600 bạn học đúng không? Đấy, nhưng mà bây giờ thì cô mới chuyển sang fanpage mới này thì nhiều bạn chưa biết. Đấy, fanpage này thì cô mới chính thức live khoảng khoảng tầm 3 tuần, gần 3 tuần rồi. Thì mọi người nhớ nhé, mọi người giúp cô share cái video này, livestream này để nhiều bạn biết đến cô hơn. Không có là cô rất buồn. Bởi vì buổi học ít bạn. Nào, rồi, đây, bây giờ chúng ta sẽ có phần phát âm nhé, phát âm này. Bây giờ chúng ta sẽ thấy được ở trong bốn đáp án này ở đây đều gạch chân và âm e đúng không? Đấy. Thì đối với phong của một đề thi phần phát âm thì sẽ thường thi một câu là về nguyên âm hoặc phụ âm nhá. Đó và một một câu là về âm ending sounds, về âm cuối. Thì câu 1 này của chúng ta là về phần nguyên âm. Đấy, kiểm tra âm đối với nguyên âm thì chúng ta sẽ chọn cho cô câu 1 chính là đáp án đi. Câu 1 chọn đáp án đi nhá. Đã cứ thong thả làm nhé, bởi vì bây giờ cô thấy đang được nghỉ mà. Đấy, chúng ta sẽ có là reuse.
Thì chúng ta có ở đây là âm y dài. Đấy, đây là âm y dài nhá. Đây này, âm y dài. Từ này là tái sử dụng. Còn ba đáp án khác của chúng ta thì đều sẽ là âm ơ ngắn này. Đây. Better, farther, bigger. Đấy. Rồi. Thế là câu 1, một chốt đi. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang câu 2. Chuyển sang câu 2 này. Câu 2 ở đây cô thấy có Khánh Huyền chọn bi này, Thu Phương chọn bi, Hồng Minh này, An Nhiên, Quỳnh Anh. Quỳnh Anh đã sang câu 4 rồi hả? Ok, rồi các bạn đang chọn đáp án là đáp án B, đúng không? Thì câu này của chúng ta thì chúng ta sẽ thấy ở trong câu này tận cùng bằng t. Thì khi đối với tận cùng bằng t thì chúng ta sẽ được đọc là ật nhá, visited, visited. Đấy. Chúng ta sẽ được đọc âm này là âm ật cho cô, visited. Đấy. Có nghĩa là ghé thăm. Còn ba đáp án khác của chúng ta thì chúng ta sẽ được đọc cho cô là âm âm t. Đấy. Chúng ta nhớ nhá, chúng ta nhớ là rèn luyện thói quen đọc luôn là âm t nhá, đừng bạn nào định đọc là ật nhá, đọc là ật là sai nhá. Chúng ta đừng học theo kiểu âm ED lúc này được đọc là t, nhưng mà các bạn vẫn phát âm là look it thì điều đấy là hoàn toàn sai lầm nhá. Chúng ta phải đọc ngay, rèn luyện lại đọc là look it. Đấy. Rồi, tiếp theo ở đây của chúng ta là stopped và đáp án D của chúng ta là watched. Thì kiến thức ở đây là âm vô thanh đúng không? Voiceless sound. Thì đối với âm vô thanh thì chúng ta sẽ được đọc là âm vô thanh. Đối với những âm vô thanh nhá, thì âm vô thanh khi là ED thì chúng ta sẽ được đọc là âm t, bởi vì âm t đó cũng là âm vô thanh. Thế còn nếu mà chúng ta muốn học thuộc những trường hợp mà âm ED á, thì bây giờ cô sẽ nhắc lại cho các bạn để các bạn nắm được nhá. Chúng ta sẽ học cho cô câu đó là chính này, phủ này, phát sách không thèm share. Đấy, chỉ có tận cùng bằng những âm này thôi. Đấy, là khi thêm ed là chúng ta sẽ được đọc là âm t. Đó. Và các bạn sẽ hiểu ở đây những cái âm này của chúng ta, đây là những âm vô thành. Đấy, cô đọc lại nhá, cô đọc lại câu tiếng Việt cho chúng ta học thuộc nhá. Đây, chính phủ phát sách không thèm share. Đấy, học thuộc câu này là sẽ làm câu này rất tốt rồi. Câu 2, chọn đáp án B. Mờ à? Sao mờ nhỉ? Bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang câu 3 nhé. Mọi người ơi, chúng ta sẽ chuyển sang câu 3 này. Câu 3 của chúng ta về phần trọng âm. Câu 3 trọng âm. Primary stress, nhớ trọng âm này. Về vấn đề Hà Nội này thì chỉ kiểm tra chúng ta đối với hai âm tiết thôi. Trong đề này thôi nhé. Đó. Thế thì bây giờ câu 3 ở đây. Câu 3 ở đây này. Hồng Minh này, Minh chọn đáp án B này. Đây, Minh ở Hà Nội này. Rất quan trọng là làm đề này nhá, làm đề này để biết là năm trước thi như thế nào và chốt lại hôm nay là mình được mấy điểm trong đề thi. Tuấn này, Tuấn chọn A này. Đức chọn A này. Ờ rồi, cô đang thấy các bạn đang chọn đáp án A phải không? Đức chọn B này. Trang chọn đáp án B. Ok, rồi. Các bạn đã làm sang câu 4 rồi ấy. Thế thì bây giờ câu 3 ở đây. Câu 3 này. Câu 3 ở đây thì chúng ta sẽ nhận diện cho cô. Câu này thì chỉ ở mức độ nhận diện từ loại thôi, không có gì cả. Ở đây đáp án B này chúng ta sẽ thấy đây là danh từ culture. Thì đối với culture này của chúng ta thì chúng ta sẽ nhấn stress vào một nhé. Đây. Nhấn stress vào một. Ở đây là danh từ, có nghĩa là văn hóa. Đây, nhấn vào âm á này. Còn ba đáp án khác của chúng ta thì chúng ta sẽ nhấn vào âm số 2. Đây, chúng ta sẽ có là improve. Bởi vì đây là động từ sẽ thường nhấn vào âm thứ hai nhé. Đây, pollute cũng nhấn vào âm thứ hai và attend, đây là động từ cũng sẽ nhấn vào âm thứ hai. Thì kiến thức của chúng ta đó chính là gì? Trọng âm của chúng ta sẽ hay rơi vào nguyên âm đôi, nguyên âm dài. Đây là đều là nguyên âm dài, đều là âm u dài nhá. Đó. Và trọng âm của chúng ta thì sẽ hay rơi vào những âm nào mà tận cùng bằng hai phụ âm. Đây là hai phụ âm n, r. Và âm e nào vẫn được đọc là âm e thì sẽ thường nhận trọng âm luôn. Đấy. Thì câu 3 này. À, chúng ta sẽ chọn đáp án B nhá. Câu 3 chọn B.
Ok, rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang câu 4 nhé, câu 4. Câu 4 ở đây thì chúng mình cũng sẽ thấy câu này cũng là dấu hiệu nhận diện. Nói chung là những câu này của chúng ta là ở mức độ nhận biết. Nhận biết thì cái câu này của chúng ta cũng sẽ đi về phần từ loại là cũng đã làm được bài rồi. Đối với nhiều em mà không biết phát âm ấy, là các bạn có thể nhận diện qua phần từ loại là các bạn đã có thể làm được bài này rồi. Thì câu 4 vừa rồi cô thấy có Minh chọn đi đúng không? Chúng ta hầu hết là chúng ta đang chọn đáp án đi đúng không? Ok, đáp án đi sẽ là đáp án đúng nhá. Chúng ta sẽ chọn đáp án đi. Bởi vì đáp án đi ở đây của chúng ta là famous, famous, đúng không? Đấy, famous. Chúng ta sẽ nhấn stress vào một cho cô. Famous. Đó, rồi. Đây là tính từ nhá. Chúng ta sẽ nhấn stress vào một. Và nguyên âm đôi. Đây là âm ẻ. Âm ẻ sẽ hay nhận trọng âm nhá. Nổi tiếng. Còn ba đáp án khác thì chúng ta sẽ nhấn stress vào âm số 2. Chúng ta sẽ có là decide. Âm này là nguyên âm đôi. Đây là động từ nữa. Reduce. Đây, nhấn vào âm số 2 nhé. Và đây invite cũng là nguyên âm đôi, chúng ta sẽ nhấn vào âm 2. Rồi. Có bốn chốt đáp án đi. Bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang về phần multiple choice. Về phần ngữ pháp từ vựng. Chúng ta sẽ cùng chuyển cho cô nhé. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm câu 5. Câu 5 ở đây chúng ta sẽ chọn đáp án gì? Câu 5. Câu 5 này Minh chọn A này. Mây Bùn chọn A, Quỳnh Anh, Thành Ly, Thắng, Linh Anh, Ngọc Anh, Thu Phương. Mọi người đây chọn đáp án đây. Rồi. Thì câu này các bạn sẽ nhìn thấy dấu hiệu từ để nhận diện của chúng ta đó chính là từ can đúng không? Likes. Thích nhưng mà không thể mua được. Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm mệnh đề nhượng bộ nhá, hai vế trái ngược nhau và nhượng bộ thì chúng ta sẽ chọn A, đó chính là although. Although his aunt really likes the apartment, she can't afford to buy it. Tiếp theo 6, số 6. Câu 6 này, câu 6 cô đọc cho chúng ta để chúng ta chọn đáp án nhé. The doctor advised my uncle to stop something because it's quite harmful to his health. Đáp án đây này, to smoking, B smoking, C to smoke và đáp án D là smoke. Thì các bạn sẽ chọn đáp án gì cho cô ở trong câu 6 nào? Câu 6 chúng ta chọn đáp án gì? Câu 6 này đối với từ stop chúng ta sẽ có hai kiến thức, một là stop verbing hay là stop to verb nhé. Bây giờ nếu mà chúng ta mà phân vân thì chúng ta sẽ chỉ phân vân hai đáp án đấy là chính thôi. Câu 6 nhá, cô sang câu 6 rồi nhá, các bạn chú ý cô đã sang câu 6 rồi. Cô nhắc lại nhá, cô nhắc lại như sau, sau stop của chúng ta có hai dạng nhá. Một là stop verbing hay là stop to verb. Stop cộng verbing không thì có nghĩa là gì và stop cộng to verb có nghĩa là gì? Cô đang thấy các bạn nốt lại là stop verbing đúng không? Nhưng thật ra chúng ta còn có stop to verb nữa nhá. Đây thì cô sẽ nốt ra cho các bạn để các bạn sẽ phân biệt nhá. Đối với stop verbing của chúng ta thì chúng ta sẽ hiểu mang nghĩa là dừng dừng cái việc đang làm lại. Dừng việc đang làm lại. Ví dụ cô đang viết đúng không? Cô dừng cái việc viết lại thì chúng ta sẽ là stop writing. Đó. Và dừng lại để chuyển sang một công việc khác thì chúng ta sẽ sử dụng là stop to verb. Đấy. Ví dụ stop to tell you something đúng không? Dừng lại để nói cho chúng ta điều gì đó. Thế thì stop to verb là dừng lại để chuyển sang việc khác nhá. Dừng để chuyển sang việc khác. Rồi. Dừng lại để chuyển sang việc khác để cho các bạn sẽ dễ hiểu hơn. Thế thì câu này của các em thì các em sẽ hiểu ở đây là gì? Thứ nhất chúng ta sẽ có cấu trúc ở đây là advise somebody to verb là khuyên ai làm gì trước đã này. Bác sĩ khuyên chú của tôi dừng cái gì đó bởi vì nó khá là có hại cho sức khỏe.
Thì bây giờ chúng ta sẽ gọi là dừng cái việc hút thuốc lại. Thì dừng cái việc đang làm, bởi vì chú từ trước đến giờ hút thuốc lá đúng không? Thì mọi người sẽ chọn cho cô đáp án chính là đáp án B nhá. Đó chính là smoking. Stop smoking, dừng cái việc hút thuốc lại. Tức là đang hút thuốc và dừng cái việc đó lại. Cháu chọn B nhá. Ok Linh. Tiếp theo chuyển sang cô 7. Cô 7 cô thấy Minh chọn B này. Quỳnh Anh chọn B này. Cô 7 nào. Vậy của chúng ta sẽ có là more more and more young people are moving to the city as they are the dot of job opportunities here. Câu này của các bạn này, much, a lot hay là a little hay là many? Câu này của chúng ta chọn chọn là gì được đây? Cô đang thấy các bạn đang chọn đáp án B đúng không? Các em đang chọn đáp án B. Ồ. Mọi người đang hầu hết mọi người đang chọn đáp án B câu 7. Rồi, rồi, rồi. Chắc là chúng ta sẽ nhận diện ở phía đằng sau này của chúng ta sẽ có là job opportunities. Đây. Là các cơ hội việc làm, các cơ hội việc làm. Thì đây chính là danh từ số nhiều. Đây, đây chính là danh từ số nhiều. Đó, đây chính là danh từ số nhiều. Và đối với danh từ số nhiều thì chúng ta sẽ cần từ đi với danh từ đếm được đúng không? Từ đi với danh từ đếm được thì chúng ta sẽ loại đáp án C nhá và loại đáp án A, bởi vì a little và much sẽ đi với danh từ không đếm được. Thế thì còn a lot và many. Thế thì đối với a lot hay là many thì sẽ đúng ở trong trường hợp này đây. Thì bình thường chúng ta sẽ chỉ có kiến thức là many cộng với danh từ luôn đúng không? Cộng với danh từ số nhiều. Còn nếu mà các bạn, nếu mà chúng ta có dùng of ấy, thì chúng ta sẽ có cấu trúc là many of cộng với mạng từ the cộng với danh từ số nhiều nhé. Thì cái kiến thức ở phía đằng sau này thì ít bạn nhìn thấy hơn, ít bạn lớp 9 nhìn thấy hơn. Đó. Đó. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ không nhìn thấy có mạng từ ở đây đúng không? Thì câu này chỉ đơn giản đấy, đây là danh từ số nhiều và chúng ta sẽ sử dụng cho cô là a lot of. Tại sao không có? Có đấy nhá, có chứ không phải là không nhá. Đây này, chúng ta sẽ có kiến thức như sau này. Đây này. Many hay most này, cộng với of này, cộng với mạo từ the hoặc là tính từ sở hữu. Đi về danh từ nhá. Tức là gì khi mà các em chưa có kiến thức đủ ấy, nếu mà chúng ta có kiến thức ở mức độ cơ bản chẳng hạn, thì chúng ta có thể nhận diện được nếu mà kiến thức ở trên lớp của chúng ta đấy đúng không, thì chúng ta sẽ sử dụng là many cộng với danh từ số nhiều luôn luôn đúng không? Đấy. Nhưng mà khi mà chúng ta nhìn thấy từ many of thì chúng ta đừng nghĩ nó là sai ngay nhá, mà nó có thêm một cái kiến thức này nữa. Đấy. Ok. Rồi, nhưng mà ở đây chúng ta sẽ không thấy có mạo từ hay là tính từ sở hữu đâu, thì chúng ta sẽ chọn cho cô đáp án chính là đáp án B, đó chính là a lot of job opportunities. Có rất nhiều các cơ hội việc làm. Câu này chúng ta sẽ dịch ở đây là ngày càng nhiều những người trẻ chuyển đến thành phố bởi vì có rất nhiều các cơ hội nghề nghiệp cho họ. Thì chúng ta sẽ có sử dụng là a lot of cộng danh từ số nhiều. Ok chưa nào? Ok chưa? Có bạn nào có câu hỏi gì thắc mắc thì các bạn có thể hỏi cô nhé. Tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang câu 8 này, chuyển sang câu 8 này. Ok, câu 8 nhé, cô sẽ đọc câu 8 cho chúng ta này. The artwork was something done by artisan. Now, câu này ở đây các bạn sẽ thấy câu này có cái đáp án này careless, careful, carefully hay là care. Thì câu 8 này chúng ta có thể chọn được đáp án gì nào?
Đang thấy mọi người đang chọn đáp án B đúng không? Các bạn chọn C này. Thế thì các bạn hầu hết là các bạn sẽ bị mất điểm ở trong câu này, có thể có một vài bạn làm đúng của câu này thôi. Câu này ở đây chúng ta sẽ có cấu trúc như sau này. To be này, bình thường chúng ta sẽ có to be cộng với phân từ hai đúng không? Hoặc là tính từ, tức là chúng ta không đọc kỹ đề bài đấy. Có nghĩa là các bạn chưa đọc kỹ đề bài, các bạn cứ nghĩ là was này, thế là đằng sau là tính từ luôn, thế là khoanh luôn đáp án B, đấy là điều không đúng nhá. Khi mà to be của chúng ta đằng sau của chúng ta là tính từ hoặc phân từ hai rồi thì từ đứng giữa của chúng ta sẽ là trạng từ. Thì đây trong câu này của chúng ta đây, đấy là chính là done đúng không? Done chính là phân từ hai. Và trước đó thì chúng ta sẽ cần sử dụng trạng từ cho cô, từ đó cô 8 chúng ta sẽ chọn đáp án chính là đáp án C nha. Có bạn nào thắc mắc không? Cô 8 chúng ta sẽ chọn đáp án C. Tác phẩm nghệ thuật này được làm một cách rất cẩn thận bởi những người nghệ nhân artisans. Chúng ta nhớ nhá, từ vựng này có trong unit 1 của bài Local Environment. Và chúng ta nhớ từ này của chúng ta sẽ nhấn stress vào âm số 3 nhé, artisans. Đấy. Đọc kỹ đề nhá, chúng ta cần phải đọc kỹ đề đấy. Cô đã vừa nói rồi, cô Tám chúng ta sẽ chọn đáp án C nhá, chọn C. Thì các bạn nào mà chưa nắm vững được thì chúng ta sẽ cần phải học cả cụm cấu trúc này cho cô, đó chính là to be cộng với trạng từ đằng sau sẽ là phân từ hai hoặc tính từ. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang câu 9 này, câu 9. Câu 9, the light went out while he dinner with his family. Cô giảng lại câu 8 được không cô ạ? À? Câu này chúng ta sẽ chỉ cần nhìn cấu trúc thôi. Là to be cộng với trạng từ đằng sau là phân từ hai hoặc tính từ. Thì trạng từ của chúng ta là những từ đuôi ly thì chúng ta sẽ nghiêng về đó là trạng từ, chúng ta sẽ chọn C thôi. Sao nhỉ? Cô nào không hiểu nhỉ? Sao không hiểu nhỉ? Đăn của chúng ta là chính là phân từ hai của từ do. Thì cô nói là của chúng ta đây là phân từ hai đúng không? Was ở đây thì đó chính là to be, thì từ đứng giữa của chúng ta là trạng từ, và trạng từ thì đó chính là carefully. Câu 9 nhá, câu 9 này. Câu 9 này thì chúng ta sẽ nhìn thấy đây chính là dấu hiệu về phần thì. Một hành động đang xảy ra, hành động khác xen vào. Hành động đang xảy ra, hành động khác xen vào. Hành động đó là đèn tắt đúng không? Trong khi hành động đang xảy ra đó chính là hành động anh ấy đang ăn tối với gia đình của anh ấy. Thì câu 9 này chúng ta sẽ chọn cho cô đáp án chính là đáp án D. Ok, chốt, chốt nha. Chốt đi mọi người sẽ chọn đáp án D. Mọi người chọn đáp án D là hoàn toàn chính xác rồi. Chính là hành động đang xảy ra. Đang xảy ra. Hành động khác xen vào, hành động đó là đèn vụt tắt. Tiếp theo chuyển sang số 10 này. Chuyển sang câu 10, last Sunday we arrived at the waterfall nearby. Cái gì đó? Câu này ở đây là chủ nhật tuần trước đúng không? Chúng tôi đến thác nước gần đó. Đấy, nearby của chúng ta hiểu mang nghĩa là ở gần đó. Và ở đây là thời gian đúng không? Lúc 7 giờ. Cái thời gian này thì chúng ta sẽ đi với giới từ at nhá. Chúng ta sẽ chọn đáp án B cô, at cộng với giờ. Kiến thức at cộng giờ đây chính là kiến thức về phần giới từ. Đấy là câu 10, tiếp theo chuyển sang câu 11 này. The students enjoy badminton every morning. Các bạn học sinh đúng không? Thì các bạn thì thích cái gì đó. Thì kiến thức ở đây trong câu 11 này chúng ta sẽ có enjoy cộng verb in. Enjoy cộng verb in thích làm gì? Và ở đây chúng ta sẽ có verb in thì đó chính là đáp án B. 11 chúng ta sẽ chọn đáp án B nhé. Đó, rồi, enjoy playing. Các bạn học sinh thích chơi cầu lông mọi buổi sáng. Sang 12, 12 cho cô này. They decided to learn French. Study in Paris. Thì ở đây lúc này chúng ta sẽ hiểu vế đằng sau là để chỉ mục đích. Họ quyết định học tiếng Pháp để mà có thể học ở nước Pháp. Thế chúng ta sẽ có từ để mà thì chính là đáp án gì? Câu 12, câu 12 nào. Câu 12 nhé, cô sẽ để cho chúng ta một chút thời gian để nhìn qua các câu cho cô nhé, câu 12.
Trước năm là gì à? Trước năm chúng ta sẽ dùng in. Trước năm dùng in nhá. Rồi cô thấy rất nhiều bạn bị học sai kiến thức. Đây nhá, chúng ta nhớ cho cô như sau này. In thì chúng ta sẽ cộng với tháng năm nhá. Tháng hoặc là năm. Nhưng khi mà tháng năm mà có ngày nhá. Ngày này. Và sau đấy là tháng năm, nếu mà có cả ngày tháng năm thì các em sẽ phải sử dụng là on, nhớ chưa? Khi mà có đơn vị ngắn nhất là ngày, ngày thì chúng ta dùng on. Đấy, có cả ngày tháng năm là chúng ta sẽ phải nhớ dùng on nhé. Còn tháng năm không thì chúng ta sẽ dùng in. Tháng không và năm không chúng ta cũng sẽ dùng in. Mọi người lưu ý nhé. Câu 12, C, ok, rồi. Rồi, ok. Thế thì bây giờ chúng ta thấy là họ quyết định học tiếng Pháp để mà đúng không? Thì để mà chúng ta sẽ chọn đáp án B. So as you cũng vớt để mà. So as you hoặc là in order to. Hoặc là to. Đó, đằng sau chúng ta sẽ đi về verb mang nghĩa là để mà. Còn so that in order that, đằng sau sẽ cộng với một mệnh đề nhé. Tiếp tục chuyển sang câu 13 nào. Chuyển sang câu 13 nhé. Câu 13 này thì đấy chính là chuyên đề về câu hỏi đuôi. Chuyên đề câu hỏi đuôi. Minh Hoàng chọn đáp án đi. Rồi. Chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây có từ past. Ở đây là quá khứ. Thế thì động từ thường quá khứ và phía trước là khẳng định, sau sẽ là phủ định. Chúng ta sẽ chọn cho cô đáp án là đáp án đi. Didn't he? Anh trai của bạn thì đã đỗ kỳ thi cuối kỳ có phải không? Tiếp theo sang 14 nào. Câu 14, I got some gì gì đó advice on how to make a presentation from my English teacher so I passed my oral test. Oh no. Câu này chúng ta sẽ chọn được đáp án gì cho cô câu 14 nào? Câu 14 là lời khuyên đúng không? Advice là lời khuyên này. Lời khuyên như thế nào? Tôi có được lời khuyên như thế nào đây về cách để thuyết trình từ giáo viên của tôi? Vì vậy mà tôi đã đỗ được, tôi đã vượt qua kỳ kiểm tra miệng. Thì đó chính là kiểm tra speaking test đấy. Kiểm tra nói đấy. Thế thì bây giờ mọi người có advice ở đây thì chính là danh từ. Thì câu này là về phần kiến thức. Word formation, từ lại. Trước danh từ chúng ta sẽ sử dụng một tính từ. Và đây trong trường hợp này thì chúng mình sẽ nhìn thấy ở đây là đỗ đúng không? Đỗ thì tức là sẽ mang nghĩa tích cực. Nó là hữu ích hay là vô ích? Thì chúng ta sẽ cần chọn đáp án C nhé, hữu ích. Nào, hữu ích. C nhá, chúc mừng các em, chúc mừng các bạn. Thế là chúng ta đã vừa làm xong 14 câu rồi đấy. Để nó khá là nhẹ nhàng đúng không? Ok, rồi. Tiếp theo nào, chúng ta sẽ chuyển sang về phần closest, từ đồng nghĩa. Làm từ đồng nghĩa cho cô nhé, closest đồng nghĩa. Học từ mấy giờ, học hết đề này? Học hết đề này thì cô nghĩ là khoảng lúc 10 rưỡi. 10 rưỡi, khoảng tầm 10 rưỡi là xong rồi. Câu 15 nhá, chúng ta sẽ có từ went on. Went on của chúng ta ở đây có nghĩa là gì nào? 15, các đáp án. Câu này là chúng ta sẽ học về kiến thức từ vựng cho cô nhé. Trong một đề thi của chúng ta thì sẽ bao gồm kiến thức ngữ pháp từ vựng này. Và kỹ năng tư duy làm đề. Trong bài đọc hiểu nhé, chúng ta hiểu đơn giản bài đọc hiểu đó chính là bài kiểm tra chúng ta về phần kiến thức từ vựng thôi. Đó. Và thêm một điều nữa đó là kỹ năng suy luận tư duy. Còn khi mà chúng ta đã có hết tất cả các từ vựng rồi, chúng ta dịch ra được ấy, thì chúng ta cũng có thể chọn được đáp án rồi. Nhưng mà bạn cần thêm một điều logic đúng nữa thì chúng ta sẽ khoanh được đúng đáp án nhất có thể. Hiểu đơn giản là như vậy thôi, kiểm tra kiến thức về phần từ vựng và ngữ pháp ấy. 15 cô đang thấy các bạn chọn đáp án gì đây nhỉ? Mọi người đang chọn gì đấy?
15 có bạn B, có bạn D, có bạn C. Thì cái thế thì hơi bị nguy hiểm đấy. Nguy hiểm quá. Có 15 này. Rồi, ok. Chúng ta sẽ chọn đáp án D cho cô nhá. Chọn đáp án D. Go on bằng continue có nghĩa là tiếp tục. Câu này của chúng ta là anh trai của tôi tiếp tục dự án đúng không? Mặc dù sếp của anh ấy nói là không thể thực hiện được điều đó. Đấy, impossible to do it. Còn đến các đáp án khác này, chúng ta sẽ có từ này là từ fight đúng không? Là đấu tranh. Begin, begin, tiếp tục. Made, make, làm, tạo ra cái gì đó. Thế là câu 15 nhá. Cái câu này chỉ là về phần từ vựng thôi. Nếu mà chúng ta có từ vựng tốt thì chúng ta khoanh luôn đáp án, không phải nghĩ luôn. Đó. Còn nếu mà chúng ta không có từ vựng tốt thì chúng ta sẽ tập suy luận. Nhá. Nếu mà chúng ta không có từ vựng tốt thì chúng ta sẽ tập suy luận nha cô. Câu 16 cô đang thấy các bạn đang chọn đáp án đây. Rồi, thế thì câu này chúng mình nếu mà chúng ta muốn tập suy luận câu này thì cũng không cần tập suy luận lắm bởi vì thật ra chúng ta đã có từ fresh rồi đúng không? Fresh của chúng ta thì nó là từ dễ. Từ fresh của chúng ta có nghĩa là sạch. Đấy, không khí sạch. Chúng ta nên đi đến khu miền núi đúng không? Để có thể hưởng không khí trong lành. Đấy, không khí sạch, không khí trong lành vào cuối tuần. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ có không khí sạch trong lành. Thế thì trong lành thì có nghĩa là không ô nhiễm. Từ đó câu 16 chúng ta sẽ chọn đáp án đây nhá. Unpolluted, unpolluted. Đấy. Rồi. Ok, chúng ta sẽ có fresh bằng unpolluted. Là không ô nhiễm, sạch nhá. Rồi. Có nghĩa là trong lành đi. Dịch, nếu mà dịch hay hơn thì chúng ta sẽ dịch là trong lành cho cô. Đáp án khác này, rainy là có mưa, windy là có gió, còn polluted là bị ô nhiễm. Rồi. Đấy là câu 15, 16. Tiếp theo sang 17 cho cô nào. Sang câu 17 nhé. Opposite, từ trái nghĩa. Từ trái nghĩa ở đây chúng ta sẽ có là I find playing sports an exciting way to exercise. Nào, thế thì bây giờ chúng ta có ở đây là tôi thấy rằng cái việc chơi thể thao là một cái cách rất thú vị để có thể luyện tập. Thế thì từ từ thú vị ở đây thì chúng ta sẽ trái với từ gì? Nào, câu 17. Các bạn hỏi cô là gì đấy? Bạn em ước mơ vào trường Newton à? Trường Newton là trường trường tư à? Trường nó là trường tư thì sẽ thi đề riêng nữa. Sẽ thi đề riêng nhá. Những trường tư á. Còn đây đây là đề của công lập nhá. Chúng ta hướng đến các trường công lập thì chúng ta sẽ luyện những đề này, còn Newton là trường tư. Ồ, trời. Nếu mà bạn nào mà không hiểu kiến thức cô hướng dẫn ấy thì cô nghĩ là đôi khi chúng ta tư duy có vấn đề nhá, bởi vì thật ra đây chỉ là ngôn ngữ thôi. Cái việc mà em học ngôn ngữ em phải theo kiểu open minded, tức là chúng ta sẽ cần phải cởi mở hơn nhá. Cái từ này nó như học ngôn ngữ tiếng Việt của chúng ta thôi. Đơn giản là chúng ta học từ fresh, chúng ta tưởng tượng chúng ta giống như các bạn nhỏ vậy, chúng ta học từ fresh có nghĩa là sạch và chúng ta học thuộc hai từ đấy có nghĩa là sạch trong lành. Thế thôi. Cái này không có hiểu hay không hiểu mà chúng ta tiếp thu thôi nhá. Cái này chỉ là hiểu và tiếp thu thôi. Cái này không có gì liên quan đến toán học gì ở đây cả. Tiếp theo bây giờ chúng ta có câu 17 nào, quay lại câu 17 cho cô. Exciting ở đây là thú vị sẽ trái với nhàm chán đúng không?
Thế chúng ta sẽ chọn đáp án đi nhá. Chọn đáp án đi cho cô. Exciting sẽ trái với boring, nhàm chán. Còn exciting của chúng ta là thú vị. Đây, câu này của chúng ta ở đây là tôi thấy rằng cái việc chơi thể thao là một cách rất thú vị để luyện tập. Thì chúng ta sẽ chọn đi luôn cho cô nhé. Mọi người nhớ nhé. Thật ra cái câu này có thể là rất dễ nhưng mà chúng ta cần phải đọc kỹ đề. Bởi vì đề trong câu này của chúng ta đây chính là từ trái nghĩa. Nếu mà em nào đọc không kỹ là các bạn rất dễ các bạn khoanh nhầm thành từ interesting. Bởi vì interesting cũng là thú vị đấy. Thì chúng ta phải nhớ đây là trái nghĩa nhé. Còn normal bình thường này, regular là đều đặn. Tiếp theo chuyển sang 18. Ok, Hoàng Mai, ok, rồi. Sang 18 nào. Tom felt nervous the moment the plane took off. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ có ở đây chọn được đáp án gì? Chúng ta có từ này, đây chính là take off, đúng không? Take off của chúng ta thì mọi người sẽ hiểu mang nghĩa là cất cánh nhé, có nghĩa là cất cánh. Cất cánh thì chúng ta sẽ trái với hạ cánh đúng không? Hạ cánh thì chúng ta sẽ sử dụng cho cô là từ land nhá. Land của chúng ta có nghĩa là hạ cánh. Mọi người nên học thêm cho cô một từ này nữa. Đó chính là từ touchdown. Touchdown cũng là hạ cánh nhá. Các bạn, ở đây chúng ta sẽ chọn đáp án, đó chính là đáp án đi. Đây là từ trái nghĩa. Tom cảm thấy rất sợ hãi khi mà cái giây phút mà máy bay cất cánh. Đó, rồi. Còn turn off thì có nghĩa là tắt. Flew up là bay lên. Còn từ drain có nghĩa là chạy. Rồi, ok. Thế là chúng ta đã xong 18 câu rồi. Nó rất dễ. Cô đã nói trước rồi, đề này rất dễ. Thế nên là bạn nào học giỏi thì bạn tham khảo đề thôi. Nhá. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang câu 19, 20. Làm mấy đề ôn học sinh giỏi tỉnh không có mấy dạng này. Sao không có mấy dạng này? Có hết chứ, tại sao không có nhỉ? Nào, bây giờ chúng ta sẽ có 19 20 nhá. Các bạn ơi, 19 20 thì muốn giao tiếp này. 19 của chúng ta, would you like to have dinner with me tonight? Bạn có muốn ăn tối với tôi tối nay không? Thì chúng ta sẽ hiểu đây là câu mời nhá, đây là lệnh câu mời. Đây. Nếu mà các bạn nào mà học trong lớp live view của cô thì chúng ta đã được học các dạng của tình huống giao tiếp rồi. Đây là loại mời thì cứ người khác mời mình thì mình sẽ đáp lại là yes, I would love to. Thì chúng ta sẽ chọn đáp án đi luôn. Các bạn sẽ chọn đáp án đi luôn nhá. Xong luôn rồi, tiếp theo chuyển sang câu 20. Câu 20 ở đây của chúng ta là what a beautiful painting. Câu này ở đây là câu cảm thán. Exclamation. Thì đối với câu cảm thán thì mọi người sẽ hiểu đây là câu khen nhá. Và cứ người khác khen mình thì mình sẽ cần phải đáp lại là cảm ơn. Thế thì đâu là cảm ơn thì chúng ta sẽ khoanh vào đáp án đó. Câu 20 nào. Câu 20. Ok, hiểu rất tốt. Rất tốt. Ok, rồi chúng ta sẽ chọn đáp án B cho cô nhé. Chúng ta sẽ có là It's very nice of you to say so. Đây có nghĩa là bạn thật tốt bụng để nói điều này, đúng không? Thì chúng ta sẽ hiểu câu đấy chính là bằng cái từ thank you. Có nghĩa là cảm ơn cậu. Đó. Ok, chúng ta sẽ chọn đáp án B nhé. Còn bây giờ cô sẽ cho các bạn nhìn bài tập đọc hiểu. Bài tập đọc hiểu là còn dễ ơi là dễ luôn ấy. Bài tập đọc hiểu này thì dễ ơi là dễ. Thì cô sẽ nói cho các bạn tại sao là nó lại rất dễ. Thì cái bài này thì nó đây nhá, các bạn học sinh bắt gốc các bạn cũng có thể làm được này. Bởi vì kỹ năng để chúng ta làm bài này chơi như sau. Khi mà chúng ta nhìn thấy một từ của câu hỏi và chúng ta cố gắng tìm cho cô cái từ nào mà nó sẽ chứa ở trong cái bài đọc đấy luôn. Đấy. Đấy là dành cho bạn học sinh bắt gốc, bạn sẽ cần phải tìm cho cô những cái từ đó đúng không? Và em thấy nó giống với cái câu của chúng ta thì chúng ta khoanh đáp án. Đấy. Nhưng tuy nhiên đối với các bạn học sinh khá một chút thì các bạn không không chỉ làm như vậy mà chúng ta sẽ phải hiểu là bài tập đọc hiểu là phải ở mức độ thông hiểu.
Nhưng tuy nhiên đối với kiến thức của các em, đối với lớp 9 có những bài rất dễ nhá. Có những bài rất dễ. Đấy, các bạn học sinh mất gốc, các bạn hãy chịu khó thì các bạn vẫn sẽ làm được bài này. Đây, thế thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn nhau câu 21 này. Câu 21 ở đây, từ they ở đây trong đoạn 2 đồng nghĩa với từ gì? The houses, the builders, the schools hay là the villagers? Thế thì mình sẽ nhìn cho cô. Đây, từ này chính là từ này nhá. Chính là từ này. Thì bây giờ mọi người cho cô đáp án. Cho cô đáp án nào. Đấy. Câu hỏi này của chúng ta thì thật ra câu này thì nó sẽ chuẩn nhất. Chuẩn chuẩn trong việc đặt câu hỏi thì nó sẽ là câu refer nhé. Refer to nhé. Đây là câu hỏi ám chỉ nhá. Nếu mà bạn nào đã được học các kỹ năng đọc hiểu thì câu này gọi là câu hỏi ám chỉ thì sẽ chuẩn hơn. Nhưng mà trong đề này là gọi là closest thì cũng có thể ok thôi. Nhưng mà thật ra chúng ta sẽ hiểu hiểu rất rõ closest là từ từ đồng nghĩa nhá. Từ đồng nghĩa thì chúng ta sẽ cần sử dụng một danh từ này sẽ bằng một danh từ kia ấy. Ví dụ chúng ta sẽ có từ từ interesting chẳng hạn, thú vị chẳng hạn, nó sẽ bằng exciting ấy, thì đấy mới gọi là đồng nghĩa. Và cái từ này của chúng ta thì đây đây chính là đại từ. Đại từ thì từ này sẽ là ám chỉ cho cái từ nào đứng ở phía trước thì nó phải là câu hỏi, đây là câu hỏi ám chỉ nhá. Thì câu 21 này chúng ta sẽ chọn đáp án cho cô chính là đáp án D, bởi vì các bạn sẽ thấy đây là the villagers, là những người dân làng. Thì nguyên tắc để chúng ta làm câu hỏi ám chỉ là chúng ta sẽ nhìn dựa vào câu ở phía trước và chúng ta sẽ thấy có một cái danh từ nào và nó phải là danh từ số nhiều. Đây, những người dân làng đã dành những cái ngày của họ để câu cá, đúng không? Và quan tâm chăm sóc đến thế giới biển. Sau đó là họ, đúng không? Họ chèo thuyền. Đấy, thì chúng ta sẽ có từ they ở đây. Đó chính là the villagers nhá. Do vậy, các bạn sẽ chọn đáp án đi. Và trong câu này thì đây chỉ là các đáp án kiểu thêm thắt thôi. Bởi vì các bạn sẽ nhìn thấy the schools ở đây là trường học. Trường học ở đây thì nếu mà câu hỏi ám chỉ thì chúng ta sẽ dựa vào những cái chủ yếu là câu trước và câu sau nhá. Thông thường sẽ là những cái từ ở phía trước. Thì trường học mãi ở phía dưới này thì có trường học đúng không? Còn houses và buildings thì sẽ ở phía trên này. Thì nó sẽ không liên quan nhá, bởi vì đây là chủ ngữ trình người. Sail to, đây sail ở đây là chủ động, chèo lái đến một nơi nào đó. Thì đây là người nhá. Thế nên do đó ở đây đáp án A, B, C của các bạn đều là vật thì không đúng. Tiếp theo chuyển sang câu 22. Chuyển sang câu 22 này, Nguyễn Trang chọn A này. Rồi, ok, sang câu 22. Câu 22 ở đây là lifestyle, đúng không? Phong cách của những người dân làng. Đấy, cuộc sống mọi người hiểu là lối sống nhé. Mọi người nên dịch là lối sống nhé. Lối sống của những người dân làng thì dường như thế nào đối với rất nhiều người. Câu 22 nào, câu 22 để cô check lại đáp án của các bạn nhé. Các bạn, cô ta thấy các bạn đang chọn đáp án đây. Cô đang để chúng ta chọn đáp án đây, đúng không? Rồi, thế thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy. Đây, cô đã bảo bài này các bạn học sinh mất gốc các bạn. Hãy kiên trì nhá, làm rất dễ luôn. Nó giống hệt luôn, không có gì khác luôn. Đây. Lối sống thì dường như thế nào đối với rất nhiều người đấy, thì chúng ta sẽ khoanh vào từ strange. Và đây, đó chính là đáp án đây. Chính là từ strange luôn. Đấy. Cứ nhìn cái câu hỏi có cái từ gì và nhìn lên cái bài đọc nó giống như vậy và chúng ta nhìn thấy cái từ đó và chúng ta khoanh luôn, ta không cần kỹ năng đọc hiểu nhiều ấy. Còn đối chiếu thôi, nhìn thấy là khoanh. Đấy là câu 22 nhá. Cái đáp án khác này, boring, tiring, kiểu chán này, mệt này, nguy hiểm. Sang 23 này, sang 23 cho cô. The villagers, not only fish, but also the đó, the sea life. Thì câu này giống hệt như cái câu này rồi, giống hệt cái câu mà cô đã vừa dịch với chúng ta phía trước đó. Thế thì bây giờ các bạn sẽ thấy ở đây là fishing đúng không? Thì but also, tuần sau của chúng ta sẽ là looking after, thì chúng ta sẽ khoanh vào đáp án nào mà có chữ look after thì sẽ đúng luôn. Đấy. Những người dân làng thì không chỉ câu cá đúng không? Đấy. Mà họ còn quan tâm đến thế giới biển nữa. Đấy. Ok. Đấy là câu 23 nhá. Thấy cũng được đúng không? Tại sao mà các anh chị năm trước để điểm cao như thế? Đấy. Có lý do đúng không?
Nhưng mà thật ra các anh chị 2K5 năm trước có thể học rất giỏi nhá. Học rất giỏi, không biết 2K6 thì thế nào. Thật ra 2K6 bây giờ thì cô đang thấy chúng ta học cũng tạm tạm đúng không? Có thể là để mà biết chúng ta học giỏi như thế nào thì chúng ta sẽ khoảng tầm tháng 3, tháng 4. Để tháng 3, tháng 4 thì lúc đấy chúng ta cũng sẽ trưởng thành hơn và kiến thức của chúng ta cũng sẽ nhiều hơn. Đây, câu 24. Rồi, ở một vài tỉnh khác thì đề sẽ khó hơn đấy nhá. Tùy tùy từng tỉnh nhá. Ví dụ có thể ở Phú Thọ này. Ở Phú Thọ đề cũng khá dễ. Phú Thọ đấy cũng dễ này. Nói chung là cũng dễ hay không thì chúng ta hãy hãy để ý những buổi mà cô chữa là chúng ta sẽ biết dễ hay khó thôi. Câu 24 nào. Câu 24 nhá, sang câu 24. Rồi. Thế thì lần sau nhá, lần sau chúng ta test các bạn học giỏi nhiều vào đây cho cô nhá, để cô nói chung là chúng ta nên nên sẽ có nhiều bạn học giỏi, chúng ta sẽ có động lực học hơn đấy, thì nên là nếu mà chúng ta không muốn lười á thì mọi người tìm cho mình những bạn học giỏi giỏi đấy, các bạn sẽ hỗ trợ mình học tốt hơn. Câu 24 này chúng ta sẽ có the villagers are able to help preserve their beauty by because thì câu này mọi người sẽ hiểu là những người dân làng đúng không? Có thể giúp preserve ở đây sẽ bằng từ protect nhá, có nghĩa là bảo vệ. Có thể giúp ích cho việc bảo vệ cái vịnh này đúng không? Bởi vì tại sao? Bởi vì tại sao nào? Thế thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn ngay vào cái câu đấy luôn cho cô, tìm luôn thông tin của câu đấy. Đây, câu đấy nó sẽ nằm ở câu cuối cùng luôn. Là the villagers are able to help preserve their beautiful bay because they live directly on the water. Đây, những người dân làng ấy thì họ sẽ giúp cho việc bảo vệ cái vịnh này bởi vì họ là người sống trực tiếp ở cái vùng vùng sông nước đó đúng không? Để on the water. Thế thì bây giờ mọi người sẽ chọn cho cô đáp án. Đó chính là đáp án A. Đó chính là đáp án A. Có 24 chọn A. Hai tư chọn A nhá, hai tư chọn A xong chốt. Bây giờ chúng ta sẽ sang bài tập đục lỗ hay còn gọi là bài tập đọc điền của các bạn. Đây câu 25 này. Đây chúng ta sẽ có câu này như sau: Over the last 5 years. 5 năm qua cho đến bây giờ ngày càng nhiều các bạn sinh viên đúng không đến từ các trường các bạn tham gia vào những cái dự án môi trường như là trồng cây cải thiện sân trường, nhưng mà cho dù chúng ta làm thì như thế nào đi chăng nữa đúng không đấy thì luôn luôn cái gì đó đây có nhiều hơn thứ những thứ mà có thể được làm để có thể cải thiện cái nơi mà mình sống. Thì câu 25 này chúng ta sẽ chọn cho cô đáp án. Ở đây can be thì chúng ta sẽ đi với phần thứ hai cấu trúc bị động của khuyết hiếu. Can be thì chúng ta sẽ chọn đáp án C luôn nhé. Can be done. Tiếp theo sang 26 cô nào. Sang câu 26. Câu 26 chúng ta sẽ chọn đáp án gì cho cô? Câu 26 nhé. Câu 26 ở đây chúng ta sẽ có là one one stays hay là stay. Thì ở đây no one ở đây của chúng ta là đại từ bất định, luôn luôn đằng sau động từ sẽ chia số ít. Luôn luôn đằng sau động từ sẽ chia số ít, thế thì chúng ta sẽ chọn B hoặc C nhé. Mọi người chọn B hoặc C thì bây giờ câu này chúng ta có sẽ hiểu câu này như thế nào? Năm nay sinh viên đến từ câu lạc bộ này đó thì có kế hoạch làm việc với những người dân địa phương để mà tạo ra một cái khu vườn tập thể gần ngôi trường đúng không? Và theo như team một học sinh nói là không ai muốn ở một cái nơi mà không không đẹp, không không thu hút đúng không? Thì chúng ta sẽ chọn đáp án B cho cô nhé. Once vợ. Chọn đáp án B đúng rồi. Chính xác rồi các em, đúng rồi. Câu 26 chúng ta sẽ chọn B nhé. Tiếp theo sang 27 này.
If we work together, we can turn these areas into spaces that we can enjoy time in. Now, enjoy thì đằng sau chúng ta sẽ đi với verb in đúng không? Tất cả các từ này thì đều là verb in. Thì đi với time, time thì chúng ta sẽ dùng cho cô đó chính là từ spend nhá. Thì chúng ta sẽ chọn luôn đáp án đi cho cô spending time in. Câu này là gì? Nếu mà chúng tôi làm việc cùng nhau thì chúng tôi có thể biến cái nơi này đây turn into thành không gian mà chúng tôi có thể dành thời gian ở cái nơi đó với nhau. Tiếp theo sang 28. Sang 28 với cô này, this kind of local action is not just about the environment. Thì cái kiểu hành động như thế này đúng không? Not only. Cái từ này của chúng ta nó chính là not only đấy, not just but also này, này không chỉ mà còn đấy. Về gì đây? Về môi trường đúng không? Đấy. Tốt cho môi trường đúng không? Mà còn giúp cho chúng ta biết về cái gì đây? À, có thể có cơ hội biết về những người hàng xóm của họ đúng không? Giúp mọi người biết về những người hàng xóm của họ và có thể giúp cho cái cộng đồng mạnh hơn. Thì giúp cho môi trường, mà môi trường thì luôn luôn chúng ta sẽ đi với mạng từ the nhá, bởi vì môi trường là duy nhất đấy. Thì chúng ta sẽ có là the environment. Nhắc đến ai cũng biết, những cái gì mà nhắc đến ai cũng biết thì luôn luôn chúng ta sẽ sử dụng mạng từ the nhá, ví dụ the sun, the earth, the world đấy. Ok rồi, và đây là người hàng xóm, và người hàng xóm ở đây thì chúng ta sẽ có trước danh từ chúng ta sẽ sử dụng tính từ, và tính từ ở đây là của những người đó đúng không? Đấy thì chúng ta sẽ dùng cho cô là từ there. Hai chị đây nhá, ok Cường nhá, cô tên thấy Cường, Cường Hoàng Mai, Minh Hoàng này, Mai Phương. Rồi ok mọi người theo cũng nhanh đi chứ. Tiếp theo sang 30, 30 này. If you care, nếu mà bạn quan tâm thì chúng ta sẽ chọn đáp án cho cô, đó chính là đáp án đây nhá, care about. Chúng ta sẽ có take care of, còn care thì sẽ là about thôi nhá. Đấy, quan tâm về cái gì? Care about, quan tâm về. Ok, bây giờ cũng muộn rồi, cô sẽ chữa nhanh cho chúng ta, sẽ chữa rất nhanh nhá. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau sang 31 cho cô. Câu 31 ở đây, này, chúng ta sẽ theo sát này. The doctor, gì đó we met in France, had just sent us a greeting card. Bác sĩ mà chúng tôi gặp ở Pháp đúng không? Thì vừa gửi cho chúng tôi một tấm thiệp mời. Thế thì bây giờ bác sĩ ở đây là người đúng không? Thì đối với kiến thức đại từ quan hệ, chúng ta sẽ sửa lại cho cô là who nhá. Tiếp theo sang 32 này. We cancelled our camping trip because it rained heavily. Thì câu này chúng ta sẽ nhìn thấy đằng sau đây chính là một mệnh đề, và mệnh đề chủ ngữ cộng động từ thì chúng ta sẽ sử dụng đó chính là đáp án C sẽ sai, và chúng ta sẽ sửa lại là because, bởi vì because sẽ cộng với a clause là một mệnh đề. Chúng tôi hủy cái chuyến đi cắm trại bởi vì trời mưa rất to. Tiếp theo sang 33 này. 33. You should, chúng ta sẽ chọn luôn đáp án B nhá, bởi vì sau should chúng ta sẽ đi về verb. You should read more books if you want to improve your English vocabulary. À, bạn nên học đọc nhiều sách hơn nếu mà bạn muốn cải thiện từ vựng. Đó là câu 33. Ở trong đề của 2K5 này nhá, của các anh chị 2K5 của khóa trước ấy, của thi vào 10 thì chỉ có trắc nghiệm thôi, 40 câu trắc nghiệm. Còn đối với các anh chị 2K4 vẫn là đề thi của Hà Nội, nhưng mà sẽ có 8 câu viết lại biến đổi câu nhá. Thế nên là tùy từng năm. Thế nên là đối với 2K6 thì cũng chưa thể biết được là năm nay các bạn học sinh Hà Nội các bạn sẽ thi đề như thế nào. Đó, chúng ta cứ tìm hiểu qua các form đề nhá. Nói chung là chúng ta học giỏi thì đề kiểu gì chúng ta cũng sẽ làm được. Bây giờ chúng ta sẽ còn 34 này, 34 cho đến 40 chúng ta sẽ còn một vài câu nữa thôi. Thì sẽ chữa nhanh nhá. Câu 34 chọn đáp án cho cô gì? Câu 34 này. Từ này trước hết là các bạn sẽ nhìn thấy ở đây có wish đúng không? Ước đúng không? Tôi ước rằng, thì ước thì chúng ta sẽ không thể sử dụng ở hiện tại được, luôn luôn chúng ta sẽ hiểu ở đây nhá. Không bao giờ ước ở hiện tại được. Tức là ước thì có thể ở hiện tại nhưng không bao giờ động từ ở hiện tại nhá, là chúng ta sẽ cần phải lùi thì cho cô. Chúng ta sẽ chọn C, chúng ta sẽ chọn C. Câu này là tôi ước rằng tất cả các bạn nhỏ trên thế giới sẽ có thể không phải sống ở trong cảnh nghèo nàn nữa. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ có ở đây là ước sẽ không phải đúng không? Thì chúng ta sẽ có ở đây là gì đây?
Hiện tại không phải thì chúng ta sẽ lùi thì ở đây ước ở hiện tại thôi cũng được, là didn't have to. Sao chúng ta sẽ cần phải lùi thì đối với câu ước nhá. Câu 34 chúng ta sẽ chọn C. Tiếp theo sang câu 35, sang 35 này. Câu 35 ở đây chúng ta sẽ có là let's go to Ngọc Sơn Temple on New Year's Eve. Hãy đi đến đền Ngọc Sơn đúng không? Và ngày trước năm mới. Thế thì đây là câu đề nghị đúng không? Hãy làm gì đó. Thế thì đề nghị gợi ý hãy làm gì thì chúng ta sẽ chọn cho cô đáp án. Đó chính là đáp án B. Ok, suggest verbing, Còn ở đây that cộng với mệnh đề như là sau ở đây phải là should cộng verb nhá. Và kể cả bỏ should đi thì động từ vẫn phải ở nguyên thể đấy, từ when ở đây sai rồi. Tiếp theo sang 36. Câu 36 này có thể cường cường này chọn đáp án đi này. Ok, rồi. Câu này, đây, cô sẽ đọc cho các bạn này. Ellie wants to buy that dress, but she doesn't have enough money. Ellie không, Ellie muốn mua chiếc váy đó nhưng cô ấy không có đủ tiền. Thì đây, câu này của chúng ta là câu điều kiện đúng không? Và điều kiện mà ở hiện tại như thế này thì chúng ta sẽ phải lùi thì bằng cách sử dụng câu điều kiện loại 2. Và câu điều kiện loại 2 thì chúng ta sẽ thấy có mỗi đáp án đi là khớp với câu của chúng ta thôi. Nếu mà Ellie có đủ tiền thì cô ấy có thể mua được chiếc chiếc váy đó. Tiếp theo sang 37 cho cô nào. Sang 37 nhé. Sang 37 này, your house is more modern than mine. Nhà của bạn thì hiện đại hơn nhà của tôi. Thì chúng ta sẽ hiểu so sánh hơn thì sẽ được biến đổi thành so sánh không bằng nhé. Hiện đại hơn thì tức là nhà của tôi thì không hiện đại bằng nhà của bạn. Thì câu 37 này chúng ta sẽ chọn đáp án C. À rồi ok. Cô sẽ giải đáp. Cô sẽ giải đáp cho bạn Mai một chút xíu nhé, bởi vì rất nhiều bạn học sinh mắc lỗi sai của tư duy của em. Thôi em nói là em tưởng câu tường thuật thì nên là suggested. À rồi ok rồi. Ok rồi 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 ok. Câu 35 này nhá. Rồi rồi ok. Chúng ta sẽ cần phải check lại cho cô nhá. Câu 35 mọi người chọn đi nhá. Với cô nhìn nhanh quá. Câu 35 chúng ta sẽ chọn đi nhá. Từ suggest này chưa đúng nhá. Bởi vì đây là set. Ok, rất tốt. Cảm ơn em. Cảm ơn Mai. Ok, chính xác luôn. Nào, tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang câu 38. Câu 38. If I were you, nếu tôi là bạn thì tôi sẽ gây quỹ cho những người nghèo. Thế thì bây giờ câu này chúng ta sẽ hiểu đây chính là câu lời khuyên đúng không? Và lời khuyên thì chúng ta sẽ chọn đáp ở đây nhá. Advise somebody to vote. Chúng ta sẽ chọn đáp án A. Cấu trúc ở đây là advise somebody to vote. Khuyên ai làm gì? Có bạn hỏi cô câu nào, bạn nào hỏi câu nào nào? Câu 37 tại sao lại không phải B hả? Bởi vì đáp án B chưa đúng. Nếu mà đáp án B này của em thì nó sẽ phải là cho như thế này thôi. Thế là cho tính từ sở hữu. Sau đấy cộng danh từ nhá. Tiếp tục nào, chúng ta sẽ chuyển sang hai câu cuối cùng. Bây giờ sẽ là hai câu cuối cùng, câu 39-40. 39-40 nhá. 39-40. Ba chín bốn mươi nào mọi người ơi, sang 39-40 nhá, chốt chốt hai câu cuối cùng cho cô nào. Câu này của chúng ta là her father invited him to the conference. Bố của cô ấy mời anh ấy đến hội nghị đúng không? Thì câu này đây chính là câu bị động nhá. Câu bị động của chúng ta thì chúng ta sẽ cho him lên hành chủ ngữ, ở đây là anh ấy được mời. Và anh ấy được mời tới hội nghị bởi bố của cô ấy. Thì 39 chúng ta sẽ chọn đáp án này. Ok, chốt đáp án này. Rồi. Rồi rồi, ok, chính xác. He was invited to the conference by her father. Rồi sang 40 nào. Ok, câu 40 nhá.
That is the first time his children have tried Japanese cuisine. Đây là lần đầu tiên đúng không? Mà con của những đứa con của ông ấy thử ăn đồ ăn ẩm thực Nhật Bản. Thì câu này chúng ta sẽ hiểu đây là lần đầu tiên, tức là từ trước đến giờ chưa bao giờ thử trước đó, thì chúng ta sẽ chọn đáp án C Yoko. Chọn C nhá. Luôn luôn đối với cấu trúc the first time này thì chúng ta sẽ được biến đổi thành hiện tại hoàn thành ở dạng phủ định chưa bao giờ trước đó. Từ đấy chúng ta sẽ chọn đáp án C. Chọn C, ok, chúng ta thấy đề này thế nào? Đề này chúng ta có thể được trên 9 đúng không? Và chúng ta đọc kỹ đề, chúng ta đọc kỹ đề chúng ta làm và chúng ta sẽ có thể được 9 cộng nếu mà các em nào mà có kiến thức cơ bản. Có kiến thức cơ bản thôi là chúng ta đã có thể được trên 9 rồi đấy. Ok, rồi. Thế thì chúng ta ở trong đề này chúng ta có câu nào không hiểu không? Chúng ta cảm thấy muốn cô hướng dẫn lại câu nào không? Có bất kể thắc mắc gì ở trong đề này không nào? Nếu mà chúng ta có bất kể câu hỏi nào thì chúng ta có thể hỏi cô nhé. Đó. Thì những câu này của chúng ta thì đối với đề này, thật ra thì đối với mình khi mà mình ở một trình độ tốt thì mình sẽ thấy đề này nó rất dễ. Những bạn học sinh nào mà thuộc vào học sinh khá thì sẽ để đề này dễ, nhưng mà nó lại là cơ hội cứu cánh dành cho những bạn học sinh mất gốc, là các bạn thì vẫn có thể được trên trung bình đấy. Giảng lại câu suggest hả? Câu suggest có gì nhỉ? Đây, đối với suggest này thì chúng ta nhớ cho cô đây là câu gián tiếp nhá. Khi mà gián tiếp set thì chúng ta sẽ cần phải sử dụng cái động từ tường thuật của chúng ta cũng sẽ phải ở quá khứ nhá, thì chúng ta sẽ phải là suggested được chưa nào? Đó. Sau đấy cộng verb in đó chính là going. Còn bạn nào thắc mắc tại sao lại là đi mà không phải là see thì cô đã vừa nói với chúng ta rồi. Bởi vì khi mà chúng ta có cấu trúc là chủ ngữ cộng với suggest cộng that, chúng ta sẽ cộng với chủ ngữ hai và chúng ta sẽ đi với should cộng verb. Đó. Và khi kể cả bỏ should thì động từ chúng ta vẫn là nguyên thể đúng không? Và mọi người nhớ là gì? Khi là câu gián tiếp thì chúng ta cần lùi thì đúng không? Nhưng mà should khi mà chúng ta lùi thì ấy, thì nó vẫn sẽ chỉ là should thôi, và should trong câu suggest thì sẽ được lược bỏ. Có hoặc không đều được. Thì động từ này của chúng ta vẫn sẽ phải ở nguyên thể kể cả câu đấy là câu gián tiếp đi chăng nữa nhá. Thì câu này sẽ hay có ở trong đề thi khi mà chúng ta học lớp 10, 11, 12 thì sẽ hay có. Và đáp án C này là sai ở từ when, bởi vì cái câu gốc của nó sẽ là should cộng verb, thì lùi thì should vẫn sẽ là should thôi. Sao hỏi hỏi câu gì nào? Ồ, sao lại hỏi câu 39 tại sao lại dùng was nhỉ? What's ở đây, đây chính là câu bị động của thì quá khứ đơn. Chúng ta sẽ có là chủ ngữ cộng động từ quá khứ cộng tân ngữ, thì đối với cấu trúc này chúng ta sẽ cho tân ngữ thành chủ ngữ, sau đấy chúng ta sẽ cộng với was hoặc were cộng với phân từ hai của cái từ đó, sau đấy chúng ta cộng by và từ này chúng ta biến thành tân ngữ. Đó. Thì nếu mà em chưa vững câu này thì em sẽ học lại cho cô về câu chủ động bị động nhé. Đây là kiến thức câu chủ động bị động. Và he thì chúng ta sẽ dùng was cho cô là đúng rồi. ST là gì? ST là gì nhỉ? Ừ, cô đã chọn xong đề này rồi đấy. Đề này chỉ có 40 câu thôi.
Ok, nếu mà bạn nào muốn đăng ký khóa học live của cô thì chúng ta hãy nhanh chóng đăng ký nhá. Đó, bởi vì cũng sắp Tết rồi. Thì nếu mà chúng ta đăng ký sớm thì chúng ta có thể được nhận sách sớm nhá. Bởi vì nhà sách sẽ làm việc cho đến hết cuối tuần này thôi. Đó, rồi sau đấy ra Tết thì mới làm việc trở lại. Thế nên là nếu mà chúng ta đăng ký thì chúng ta nên đăng ký sớm thì chúng ta sẽ có sách trước Tết nhá. Trong này Hà Nội này thì chỉ có 40 câu thôi, chỉ có 40 câu thôi nhá. It is the first time, còn cách viết nào khác nữa không ạ? Đối với the first time thì khi mà biến đổi câu thì người ta sẽ chỉ thường viết thành cái dạng này thôi, chưa bao giờ. Từ trước đến giờ chưa bao giờ làm một cái điều gì đó. Và đây là lần đầu tiên thì chúng ta sẽ được biến đổi như thế này nhá. Đó. Luôn đáp án của chúng ta, mọi người hãy luôn luôn học thuộc luôn đi. This is the first time đấy. Cộng với hiện tại hoàn thành thì chúng ta sẽ được biến đổi thành chủ ngữ cộng have, cộng với never, cộng phân từ hai rồi đi với before. Ok rồi. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ dừng buổi livestream ở đây nhá. Hẹn mọi người trong buổi họp tiếp theo của cô. Bye bye mọi người. Bye bye các bạn. Chúc mọi người ngủ ngon nhé.